Dược long, những sinh vật thống trị bầu trời trong thời đại khủng long. Trong khi chim mới chỉ là những tân binh nhỏ bé được tạo hóa trình làng vào giữa kỳ Jura khoảng 150 triệu năm trước, dược long đã xuất hiện và dần dần chiếm lĩnh không trung từ cuối kỳ Tam Điệp. Từ những sinh vật nhỏ bé ban đầu, chúng đã leo lên những nấc thang rất cao của quá trình tiến hóa, với những cây tên đã được kích thước khổng lồ vào cuối kỳ phấn trắng, chẳng hạn như Quetzalcoatlus hay Zygopteryx. Có lẽ dược long trong mắt nhiều người là những sinh vật có ngoại hình rất đặc trưng, hoàn toàn khác biệt so với những người họ hàng Acrosauria của chúng như khủng long hay cá sấu. Chúng có sải cánh to lớn với đôi cánh được cấu tạo từ màng da, thường có cái mỏ dài, một số con mào trên đầu có thể cực kỳ sắc sỡ và đôi khi quá khổ nhằm thu hút bạn tình hoặc để nhận diện giống loài. Tuy nhiên, nếu đó là những gì bạn biết về dược long thì vẫn chưa đủ đâu. Trong thực tế thì dược long có thể còn đa dạng hơn thế nữa. Chúng có thể nhỏ nhắn và dễ thương hơn bạn tưởng, đồng thời khiến bạn nghĩ tới những nhân vật hoạt hình quen thuộc. Đó chính là Anuronathidae, một họ dược long móm ngắn từng sống ở châu Âu, châu Á và Bắc Mỹ ngày nay. Chúng có thể là những con dược long dễ thương nhất của đất mà bạn từng biết. Bạn không tin ư? Ok, hãy cùng mấy khủng long TV tìm hiểu nha. Tôi là Dinoman, phát thanh viên của hãng thông tấn khủng long cổ dài. Video mới sẽ bắt đầu ngay bây giờ. Đây là bầu trời xanh mát và trong lành của thời đại khủng long. Nếu bạn có cô máy thời gian để trở về thời đại này, khi ngước nhìn lên trời, bạn sẽ bắt gặp những sinh vật đang sải cánh lướt ngang bầu trời. Không phải chim đâu nha, đó chính là dược long, một nhóm bò sát có chung tổ tiên với khủng long và cá sấu, nhưng đã tiến hóa khả năng bay để tránh phải huynh đệ tương tàn với các họ hàng của mình. Thay vì tranh giành địa bàn trên cạn hoặc dọc theo nguồn nước, chúng có thể thoải mái bay lượn trên bầu trời để tìm mồi và săn mồi với một tầm nhìn cao hơn, rộng hơn và xa hơn. Chúng thật sự tự do. Thế nhưng trong khi những người anh em to lớn đánh chiếm không trung bao la và cao rộng, cũng có một nhóm dược long tìm cách thích nghi với một ngách sinh thái nhỏ hơn trong những rừng cây um tùm và rậm rạp, nơi những con côn trùng ẩn mình dưới những tán lá và rất tinh ranh để có thể lẩn trốn khỏi những kẻ săn mồi. Chúng thậm chí có thể chỉ ra ngoài vào lúc trời chạng vạng hoặc ban đêm để tìm thức ăn. Muốn săn được chúng, kẻ săn mồi phải sở hữu một khả năng nhìn tốt trong điều kiện ánh sáng yếu, không cần quá nhanh nhưng phải thật sự linh hoạt. Bạn sẽ sớm nhận ra kẻ đáp ứng đủ những tiêu chuẩn đó là ai. Đây là Anuronathus. Nó có đôi mắt to giống như cú mèo, một cái miệng khá rộng và ngắn, không giống với hầu hết dược long khác. Và nó thuộc hàng nhỏ nhất trong số các loài dược long, với sải cánh chỉ khoảng 0,6 mét là lớn nhất. Nếu đặt nó bên cạnh Quetzalcoatlus với sải cánh lên đến 10,6 mét, chúng ta sẽ có gã khổng lồ Goliath và chàng tí hon David. Tuy nhiên, không có gì phải lo cả. Anuronathus và những họ hàng của nó, chẳng như Cheholopterus, Cascocauda ở Trung Quốc hay Bajaconathus ở Kazakhstan, hay có thể là Mesodactylus ở Mỹ, không phải là những con dược long được tạo hóa thiết kế để săn khủng long nhỏ hoặc những con khủng long non. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng không phải là những sát thủ. Chúng chính là những sát thủ côn trùng thượng hạng. Anuronathus và những người họ hàng của nó, trong họ dược long gọi là Anuronathidae, sở hữu đôi mắt to giúp chúng có thể quan sát tốt trong môi trường có ánh sáng yếu của rừng cây rậm rạp, đặc biệt là khi trời nhậm nhoạng tối lúc mặt trời sắp lặn. Đúng như tên gọi của mình, Anuronathus có nghĩa là hàm ếch. Chúng sở hữu một cái hàm ngắn nhưng khá rộng so với kích cỡ của cơ thể, giúp tăng phạm vi đập mồi lên khá lớn. Cái mỏ dài trong những môi trường nhiều cây cối chỉ làm tăng thêm phần vướng víu nên đã bị lực mỏ. Những con côn trùng sẽ khó mà thoát khỏi cái hàm này nếu đã bị Anuronathus nhắm trúng. Để đảm bảo con mồi không thể thoát thân, bên trong hàm được trang bị những chiếc răng nhỏ nhưng nhọn giống như đinh ghim. Những con côn trùng thân mềm khi bị cắn trúng sẽ không khác gì đòn chí mạng, và thậm chí nếu chúng còn sống, thoát thân cũng là chuyện bất khả thi. Và như đã nói, bên cạnh đôi mắt to, cái hàm ngắn và rộng chuyên biệt để bắt côn trùng, Anuronathus còn sở hữu khả năng di chuyển linh hoạt dù không quá nhanh nhẹn. Chúng sở hữu đôi cánh bằng màng da kéo từ ngón thứ tư nối đến mắt cá chân, tạo thành một đôi cánh ngắn so với các loài dược long bay giỏi hơn, nhưng cũng tương đối rộng. Chúng có thể bay bằng cách đập cánh thật nhanh và cũng dễ dàng chuyển đổi sang trạng thái leo trèo với các ngón khá khỏe trên cánh. Thế nên, chúng có thể dễ dàng tiếp cận lũ côn trùng hay thậm chí là những động vật nhỏ hơn ở bất cứ đâu trên cây. Một đặc điểm tiến hóa cao cấp khác của các loài dược long trong họ Anuronathidae chính là lông. Theo các nhà khoa học thì những con dược long dễ thương này sẽ càng dễ thương hơn và khiến bạn muốn nựng chúng hơn. Bởi chúng sở hữu một bộ lông tơ khá mịn, được cấu thành từ những sợi gọi là pycnofiber.
Chúng có nguồn gốc giống như lông vũ, nhưng hình thái lại khá giống lông mèo của động vật có vú, một biểu hiện của tiến hóa hội tụ. Chúng có thể hoạt động như một lớp cách nhiệt, giúp bảo vệ những con rực long trước biến đổi của nhiệt độ trong ngày, hoặc cũng có thể hoạt động như một lớp ngụy trang, giúp chúng khó nhận ra đối với cả con mồi lẫn kẻ săn mồi khi hòa vào môi trường, dù cho đến nay người ta vẫn chưa biết chính xác màu sắc của những lớp lông này khi con rực long còn sống là gì. Lớp lông này được cho là mềm mịn đến nỗi, người ta đã đặt tên cho một loài rực long trong họ Anuragnathidae được tìm thấy ở Trung Quốc là Cascocoda rong, trong đó rong có nghĩa là nhung, ám chỉ lớp lông mềm mịn như nhung. Nếu nhìn vào một số hình phục dựng của các loài rực long thuộc họ Anuragnathidae, bạn sẽ thấy chúng trông giống với nhân vật hoạt hình Stitch trong Lilo and Stitch, một sự trùng hợp khá thú vị bởi chúng đều có cái hàm ngắn và to, đôi mắt tròn trịa. Quay trở lại với thời đại của con người, vào năm 1922, trong lớp đá vôi Sonhofen ở Đức thì người ta đã tìm thấy hóa thạch đầu tiên của Anuragnathus. Cấu tạo giải phẫu học của Anuragnathus tương đối khác biệt so với các loài rực long đã biết trước đó, nên đã gây ra đôi chút khó khăn cho các nhà khoa học nghiên cứu mẫu vật này. Họ thậm chí còn nhầm hốc mắt khá to của Anuragnathus với cửa sổ trước hốc mắt, khiến cho những tạo hình cũ của Anuragnathus trông đáng sợ hơn. Phải đến cuối thế kỷ 20 thì sai lầm này mới được khắc phục. Trước đó thì vào năm 1928, dựa trên sự độc đáo của Anuragnathus, nhà cổ sinh vật học người Hungary là Franz Nopcsa đã thành lập một họ riêng cho chi rực long này, đó chính là họ Anuragnathidae. Đến năm 1948, người ta mới mô tả loài thứ hai thuộc họ này là Bachoconathus đến từ Kazakhstan, cũng có nghĩa là hàm ếch. Phải bước sang cuối thế kỷ 20 và đầu thế kỷ 21, nhiều loài mới thuộc họ Anuragnathidae mới được phát hiện, chủ yếu đến từ các hệ tầng Jura và phấn trắng sớm ở Trung Quốc. Đầu tiên là Dendrorhynchoides vào năm 1999, sau đó là Cheholopterus vào năm 2002, tiếp theo là Lupterus vào năm 2012, Vesperopterilus vào năm 2017, Cynomacros vào năm 2021 và Cascocoda vào năm 2022. Niên đại của họ rực long này trải dài từ Jura giữa cho đến phấn trắng sớm, từ 160,5 triệu năm đến 122 triệu năm trước. Nguyên nhân tuyệt chủng của chúng cho đến nay vẫn là một bí ẩn. Sự xuất hiện của chim cổ đại thuộc nhánh Avalai, một đối thủ cạnh tranh mới vào khoảng 150 triệu năm trước, có lẽ cũng nằm trong số những nguyên nhân dẫn đến sự tuyệt chủng của họ rực long Anuragnathidae. Những cái tên nổi tiếng hơn cả trong số này có lẽ là Cynomacros và Cheholopterus. Trong khi Cynomacros với cái tên có nghĩa là mắt to Trung Quốc đã xuất hiện trong tựa game ARK, thì Cheholopterus có nghĩa là đôi cánh nhiệt hà, cũng hiện diện trong tựa game Jurassic World Evolution. Tuy nhiên, nếu bạn hỏi Dinoman yêu thích nhất loài nào trong họ này, thì câu trả lời của tôi sẽ là Cascocoda rong. Cái tên của loài rực long này có nghĩa là cái đuôi cổ đại có lông mềm như nhung, nghe hơi phức tạp một chút. Tuy nhiên đây là loài đầu tiên trong họ Anuragnathidae mà Dinoman biết tới. Một phần là bởi khi Dinoman bắt đầu làm nội dung về khủng long và động vật tiền sử vào năm 2022, thì đó cũng là năm Cascocoda được mô tả và công bố chính thức. Lúc đó thì Dinoman vô cùng ấn tượng với những bản phục dựng ngoại hình siêu đáng yêu của loài rực long này. Còn bạn cảm thấy yêu thích loài nào nhất trong họ rực long Anuragnathidae? Nếu có thì hãy để lại bình luận bên dưới video nha. Video ngày hôm nay đến đây là hết. Mê Khủng Long TV xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị và các bạn. Nếu thấy video hay thì đừng quên tặng cho kênh một đăng ký và theo dõi để cập nhật các video mới. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của Mê Khủng Long TV.